Kính thưa các anh chị, chúng ta đã có các cột mốc và tới đây công ty đã thành lập hơn gần 38 năm và các anh chị em đã đóng góp hết sức mình để đưa tập đoàn chúng ta đến ngày hôm nay. ABG! ABG! Trong một năm vừa qua, các thành viên trong gia đình IBBG đã cùng nhau mang đến những sự nỗ lực để có những sự tăng trưởng vô cùng ấn tượng và sẽ hướng tới 2023. Và dĩ nhiên không thể thiếu trong ngày hôm nay đó chính là những phần vinh danh và sự nỗ lực đấy để đại gia đình IBBG có thể gửi lời tri ân dành cho tất cả các anh chị, những nhân vật đã thể hiện vô cùng xuất sắc, đóng góp vào thành tích chung của tập đoàn Liên Thái Bình Dương IBBG.